Phán quan đọc án kế, họ Châu ổ huyện Hướng Dương, từ hồi nhỏ mở tiệm bán hàng xén, các trái cây, đồ đồng thiết và các thứ lặt vặt, thường dùng giấy có chữ viết mà gói các món đồ bán. Bình thường hay lấy giấy có chữ viết mà lau chùi bàn ghế, chỗ nào nhơ uế cũng lấy giấy chữ mà chùi và quét giấy đổ vào nơi bẩn thỉu suốt 24 năm như vậy. Còn vợ họ Huỳnh là Khương Thị ở huyện Hiểu Cảm có hai đứa con đi học. Mỗi ngày Khương Thị lấy giấy có chữ viết để bôi hồ lót đáy giày, hoặc cuốn lại để hút thuốc, hoặc vò nát làm mồi nhóm lửa, vân vân. Như vậy 5 năm. Còn họ Mai ở huyện Táo Dương là tú tài dạy học trò, lại hay đạp lên giấy có chữ, các học trò bắt chước theo, cũng hủy giấy có chữ, chẳng biết trọng chữ nghĩa, lại lấy giấy có chữ lau chùi đồ đạc hoặc đốt mà hút thuốc, làm thường vậy đến 22 năm. Ba tên phạm ấy đồng tội. Tần Quảng Vương phán: trong sách có chữ trời, đất, quỷ, thần, tên ông bà cha mẹ, trong giấy viết chữ đều có. Nếu không chữ thì đạo lý sao truyền dạy cho hậu thế, sao có kinh sách lưu truyền cho đời. Nếu đạp hủy giấy có chữ, khác nào đạp hủy trời đất, quỷ thần, thánh hiền, ông bà cha mẹ. Họ Mai nhờ chữ nghĩa mà hiển vinh, nhờ chữ nghĩa mà no ấm, mà dám đạp hủy giấy chữ đến 22 năm, khiến cho các học trò bắt chước. Tội ấy do ngươi hết. Đưa ba phạm ấy đánh 100 trượng, rồi tùy nghiệp cho đầu thai thành kẻ ngu dốt. Phán quan đọc án kế, họ Dư ở huyện Miễn Dương, nhà cũng khá mà sống bất hiếu, nuôi vợ con ăn cao lương mỹ vị, quần áo đẹp, còn cho cha mẹ ăn mặc gọi là cho có. Cha mẹ hắn buồn trách, hắn lại trả lời rằng: cha mẹ có để lại gia sản gì đâu mà trách nuôi ăn nuôi mặc không xứng đáng. Nó lại còn mắng thêm nhiều thứ nữa, làm cho cha mẹ nó buồn rầu tức tối cho đến khi chết. Tần Quảng Vương phán: họ Dư tuy dốt nát, nhưng không lẽ không biết ơn cha mẹ sinh thành nuôi dưỡng, lại quay lại trách cha mẹ không để lại gia sản, không nuôi cha mẹ mà lại nuôi vợ con tử tế. Vậy vợ con có để gia sản cho ngươi sao? Ngươi bất hiếu thì không bằng súc vật. Phạt nó đầu thai làm trâu 3 kiếp, ra sức cày ruộng mà nuôi thiên hạ, chết rồi còn bị chúng xẻ thay mà đền tội bất hiếu. Tên này có nhặt được 100 lượng bạc trả lại cho kẻ làm mất, đền ơn nó cũng không nhận, nên kẻ xui xẻo mất bạc lại thành ra may, khiến trong nhà đó không bị thiệt hại. Âm đức ấy cũng đáng giảm bớt tội ngỗ nghịch. Phán quan tâu: như vậy thì tha khỏi phải làm trâu 3 kiếp, cho đầu thai làm ăn mày chết đói 2 kiếp, nếu biết tu xuống đây xét lại. Phán quan đọc án kế, vợ họ Lý là Trần Thị ở huyện Huỳnh Mai thủ tiết thờ chồng mà bất hiếu với cha mẹ chồng. Cha mẹ chồng già yếu bệnh tật mà Trần Thị cho ăn mặc sơ sài, đến đổi đói lạnh mà chết. Diêm Vương phán: đàn bà có chồng thì theo quyền chồng, cha mẹ chồng là cha mẹ ngươi, ngươi đã biết thủ tiết khi chồng qua đời thì cũng phải biết ăn ở có hiếu với cha mẹ chồng, thay mặt cho chồng mà nuôi cha mẹ thì tiết hiếu mới song toàn. Được thế thì khi còn sống, vua quan phong tặng danh tiếng, chết rồi lại được thành thần mới là chí thiện. Quỷ thần nể phục, sao lại phạm tội bất hiếu, đáng đọa địa ngục. Nàng này quá chồng hồi còn xuân, thủ tiết 30 mấy năm cực khổ, xin vương gia khoan dung cho. Phán quan tâu: trẫm cũng vì sự thủ tiết mở đường mọn cho nó, thôi cho được đầu thai làm người, nhưng sẽ bị người ta phanh thay mà chết, trừ cái tội bất hiếu cha mẹ chồng. phán quan độc án kế. Họ Hồ ở huyện Lâm Lương đậu tú tài, tính nết bạc bẽo, ác độc, hay nghe lời vợ mà ngỗ nghịch với song thân. Lại thấy anh em thật thà dốt nát, nên khi chia gia tài, giành lấy phần tốt, để lại ruộng xấu, nhà hèn đầy tớ dở cho người anh. Còn chia phần cho người em rồi, sau khi em chết, em dâu là Lý Thị không con, nên nuôi con người anh cả làm con mà lập tự cho chồng. Họ Hồ muốn đoạt gia sản của em dâu, mới vu oan rằng Lý Thị mang tiếng thủ tiết mà tư tình chữa hoang, ngụy tạo bằng chứng, thuê bà mụ xét nghiệm, nói Lý Thị thật sự có thai. Lý Thị tức mình mổ bụng trước mặt quan mà chết, làm cho nhiều người làm chứng đã ăn tiền đều mắc họa cùng với bà mụ. Như vậy họ Hồ bị 3 tội nặng, xin vương gia xử mà răn đe cho đời. Tần Quảng Vương hỏi: Họ Hồ đậu tú tài thì đã thông kinh thi, kinh lễ, sao mà bất hiếu bất lễ đến thế? Hắn tâu: Tôi hồi còn nhỏ có học kinh thi, kinh lễ, cũng biết hiếu cha mẹ, thương anh em. Tại vợ tôi độc ác, nó xúi các việc bất hiếu bất lễ, tôi dạy nghe lời, mong nhờ vương gia rộng lượng. Tội vợ ngươi Mã Thị, ông Táo và Du Thần tâu cáo lên thiên đình đã lâu, tự nhiên sẽ có hình phạt thích đáng. Còn ngươi không lẽ chẳng biết chồng nắm quyền vợ, vợ phải nghe lời chồng dạy, lẽ nào chồng nghe lời vợ dạy hay sao? Nếu ngươi thiệt tình hiếu lễ, vợ ngươi lẽ nào dám bất hiếu, vô lễ? Nay ngươi bất hiếu với cha mẹ, khinh anh, hiếp đáp em dâu thất thế, mà còn nỡ nào vu oan khiến cho tiết phụ liều mình tự vẫn. Thiệt tính độc hơn rắn, hơn bò cạp, không bằng loài xuất sinh. Tống hắn giam vào địa ngục A Tỳ, hành tội liên tiếp không dứt, quăng lên núi đao rồi dìm xuống ao nước sôi, xay giả, nấu vạc dầu, thiêu ra tro, rồi hoàn hồn lại như cũ, tiếp tục hành hình như vậy dài hạn, chưa tính đến chuyện đầu thai. Phán quan độc án kế. Vợ họ Uông là nàng Trình Thị ở huyện Giang Hà, huyên kiếp trước ăn chay, kiêng sát sanh, làm lành hay bố thí, có hiếu với mẹ chồng, nuôi đau bệnh hết lòng hết sức, bưởi chưa đủ công hạnh sinh thiên, nên cho đầu thai kiếp này mà hưởng phú quý. Làm con nhà quan, giàu sang phú quý, gặp chồng lương thiện, sinh 3 trai 2 gái, định mạng sẽ sống 82 tuổi, không bệnh mà mãn phần. Không ngờ do cha mẹ cưng chiều quá, vì con quan nên quen thói đỏng đảnh từ hồi nhỏ, nhà có tôi tớ nên quen thói làm chủ, hay mắng nhiếc, hành hạ kẻ dưới, tập tính nhiều năm đã quen nên độc ác lắm. Đến khi có chồng hiền hậu thì ỷ thế giàu sang nên chuyên quyền, ăn hiếp chồng quá đáng. Vả lại quen thói ăn sung mặc sướng nên sát sanh hại mạng rất nhiều, cho vay ăn lời quá đáng, khắc nghiệt với tá điền, đã bắt người ta làm không công, bắt mùa cũng không chăm trước chút nào. Kiếp nay chẳng hề bố thí cho bà con thân tộc nghèo đồng một xu nào, huống chi là bố thí cho người dân. Ngày nào cũng chửi tôi tớ, đánh chết đứa tớ gái nhà Vương Huyệt Mai, lại còn khoét mắt đứa tớ trai là Trương Hưng Nhị, khiến mắt hắn bị đau nhức tới chết, lại còn phạt đứa tớ gái khác là Ngô Hà Hương bắt ăn cả tô đậu nành sống. Sình trương bụng 3 ngày mà chết, còn nhiều đứa đầy tớ khác bị thương tích, tay mũi, tay chân, môi miệng đều mang sẹo hết. Có người đem sự báo ứng nhân quả mà khuyên giải, thì Trịnh Thị ỷ con nhà quan lớn nên mắng nhiếp kẻ giảng nhân quả và nói rằng: Ta có bao giờ bố thí cho ai đâu, mà giờ giàu sang, ăn sung mặc sướng, con cháu đầy nhà, phước đức đầy ra đó, ai tin được lời ngươi nói. phải tu nhân tích đức mới được phước được thọ. Nói rồi đuổi người đó đi lập tức. Mấy lời ấy Táo Quân cũng đã tâu tới thiên đình, và lại mỗi tháng gửi giấy về của Thiên Tư Mạng Chính, điều điều đã ghi tội trình thị rất nhiều. Các hồn oan cũng kiện cáo nữa. Ngọc đế truyền giảm thọ 3 kỷ 36 năm, cho bắt hồn trình thị xuống trị tội, nên mới 46 tuổi mà đã chết. Tần Quảng Vương phán: không kính trọng chồng là tội thứ nhất theo luật trời không tha được, huống chi độc ác khắc nghiệt với tôi tớ, hại oan ba mạng, tính độc ác hơn cọp, không phải lòng người, lại phạm nhiều tội khác, đáng giam vào địa ngục muôn kiếp chưa cho đầu thai. Phán quan tâu: trình thị nguyên kiếp trước tu hành có hiếu với mẹ chồng lắm, còn đời nay người con gái lớn trình thị thấy mẹ, người mẹ hỗn hào với cha và ăn ở độc ác, nên tu hành tụng kinh niệm Phật, làm phước bố thí mà cầu cho mẹ tiêu tội, cũng như tu thai cho mẹ nó. Vậy xin vương gia cho luân hồi trả quả, chừng hết nợ trước sẽ xử nữa. Nếu con gái nó tu thai như vậy thì trẫm tha tội địa ngục cho được đầu thai. Kiếp thứ nhất cho nó đầu thai làm đàn bà nghèo khổ đói rách cả đời, cho hồn hà hương nhập vào bụng nó làm quỷ thai, ung thư đau đớn khôn xiết, kéo dài tới 3 năm phát bệnh điên, tự mổ bụng mình cắt ruột mà chết. Đó là trả quả báo. Bắt hà hương ăn đậu nành sống, trương sình bụng mà chết. Kiếp thứ nhì đào thai làm con câm, ghẻ lỡ khắp mình, đi ăn xin tới 50 tuổi, ăn cắp gạo nhà họ Trương, bị con gái họ Trương là Hồn Vương Huyệt Mai đầu thai đánh chết mà đền oan mạng kiếp trước. Kiếp thứ ba làm con gái đến năm 18 tuổi, bị tên côn đồ là Hồn Trương Hưng Nhị đầu thai, đâm mù cặp mắt và cắt đứt gân, lết hoài chợ xin ăn tới chết, thì mới đền đủ 3 mạng. Trong 3 kiếp ấy, hành tội câm, ghẻ lỡ, đói rét, cực khổ, đi xin ăn là đền tội ăn hiếp chồng và làm giàu bất nhân đó. Như trong 3 kiếp chịu khổ, biết ăn năn, sống hiền lành thì sẽ chăm chế cho kiếp sau. Trình thị tâu rằng: chồng tôi khờ dại quá, chẳng biết lo việc nhà, tôi không la mắng sao được, xin vương gia xét lẽ phải mà khoan dung. Đàn bà có đạo tam tòng, khi còn ở nhà theo quyền cha mẹ, xuất giá theo quyền chồng, chồng chết theo quyền con trai. Phần phụ nữ không được làm chủ, chồng ngươi là kẻ hiền hậu, ngươi lại chê rằng khờ dại mà hỗn hào khinh rẻ trăm bề. Đến nước này mà ngươi chưa biết tội sao? Tội tôi hỗn với chồng đã đáng, còn như đánh tôi chửi tớ là tại chúng nó làm công việc không xong mà lại ăn vụng lười biếng trăm bề hư nết, vả lại chúng nó tính nết ngang ngạnh là tại chúng không vâng theo, ngu mê ám chướng, không hiểu việc chi. Tại chúng nó chướng mắt như vậy, chính là nó bảo phải đánh nó, xin vương gia xét lại. Đời nay làm kẻ hầu hạ, tâm tính chúng nó không phải như người tôn quý, hoặc là hồn cầm thú đầu thai, hoặc người ác đầu thai lại, bị mất tính thông minh, bản tính ngu độn theo đúng hàng hạ tiện, và lại đầu thai làm con nhà hèn hạ dốt nát, thì tính nó thô tục, ngang ngạnh, cứng đầu cứng cổ, ngu mê ám chướng, là lẽ trời định tự nhiên. Mình là người bề trên, công bình thì phải từ từ mà dạy dỗ, đến việc làm phải giải thích cho rõ ràng và dặn đi dặn lại. Dầu chúng nó lầm lỗi cũng tùy tội nặng nhẹ mà răng, lẽ nào nóng nảy mà đánh chửi mãi, đánh quá khiến cho chúng nó hoảng hồn mà phát điên. Sao chẳng xét chúng nó cũng là con cái nhà lành, vì nghèo quá mới cắt ruột mà bán cho mình làm tôi mọi ti tiếng mà là chủ tớ. Với chúng nó cũng như con gái trong nhà, việc ăn mặc, đau ốm, khỏe mệt mình cũng phải biết thương chúng nó. Bởi lẽ ấy, tớ trai cũng như con trai nuôi, tớ gái cũng như con gái nuôi, lẽ nào ác độc mà khắc nghiệt với chúng nó. Giả sử con gái ngươi bị người đánh chửi, ngươi có đau ruột hay không? Còn ngươi cho tôi tớ ăn không no, mặc không lành, lại nỡ lòng nào hành hình trái phép, hại tới ba mạng. Thiệt là không sợ luật trời, còn dám nhiều điều cãi cố. Mau dẫn nó đi đầu thai.